Mọi người, hôm nay thì tớ có một cái hẹn là tớ sẽ phải đi quay một cái video cho một shop quần áo. Thì bây giờ tớ sẽ đang chuẩn bị make up và làm tóc các thứ để chuẩn bị đi đây. Thì tớ đã mặc đồ xong rồi. Đây là outfit của ngày hôm nay. Xoay mọi người cái thùng rác kia vào đây. Hôm nay là thời tiết khá là ấm, thế nên là tớ có thể mặc một cách kiểu thoải mái hơn được. Bây giờ tớ sẽ ngồi cắm cái máy này cho nó nóng lên. Và trong lúc mà đợi cái máy nó nóng lên thì tớ sẽ ngồi make up luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng kem nền và mình sẽ mix hai loại này với nhau. Một cái là Maybelline Fit Me, một cái là của Catrix. Tại sao mình lại mix? Bởi vì là cái màu này mình dùng thì mình thấy là nó hơi tối so với mặt của mình. Thì mình sẽ mix cùng cái màu sáng hơn này để cho nó tiệp với màu da của mình. Dạo này thì mình rất là thích tán kem nền bằng cái mút của Cushion này ấy, bởi vì nó rất là nhanh. Kiểu nó không phải làm ẩm như kiểu Beauty Blender ấy. Nó rất là tiện. Và tán cũng kiểu đẹp nữa. Hello mọi người, và đây là thành quả của mình. Mọi người thấy không? Sau một thời gian làm quen thì mình cuối cùng đã quen với cái máy làm tóc này rồi. Và mình đã làm tóc thành công hơn rồi. Và đỡ bị fail hơn được trước rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ suy nghĩ là mình có nên đội cái mũ này vào không. Wow. Mình nghĩ là mình sẽ đội cho nó xinh. Xinh không mọi người? Bây giờ đi thôi. Ồ. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Lấy quần áo cho mẹ à? Much later. Xin chào mọi người, mình vừa mới đi quay về xong và đầu tóc của mình rất là ghê. Thế nên là đây là kiểu tóc chữa cháy của mình. Mình sẽ tết tóc và đội mũ lên. Thế là mọi người sẽ không biết là tóc mình bết. Và bây giờ thì mình có thể đi ăn như bình thường. Bởi vì là mình quá đói nên là mình sẽ phải đi ăn ngay lập tức. Mà mình không thể nào mà chờ để tẩy trang tắm rửa được. Thì ăn ngay bây giờ. Mình đang đi ăn bún hến. Rất nhiều hến và một đĩa đậu rất ngon. Hello mọi người, Minh Ngọc đây. Hôm nay thì mình sẽ đi nặn mụn. À không phải đi nặn mụn mà mình sẽ đi spa trị mụn lần đầu tiên trong đời. Bởi vì là mình thấy là cái tình trạng mụn của mình nó cứ kiểu nó cứ mọc lên liên tục và nó không chấm dứt ấy. Dù là mình có skin care thì mình thấy là nó chỉ đỡ một phần nào thôi. Nhưng mà những cái con mụn mà nó không nặn ra được hết ấy thì nó vẫn cứ mọc lại liên tục. Thành ra là hôm nay mình sẽ thử đi spa một lần xem sao. Và nếu mà trải nghiệm lần này của mình tốt thì mình sẽ review cho mọi người nha. Mình mới order được cái gương này trên Shopee với giá rất là rẻ. Cái gương này chỉ có tầm 6 mấy hay 7 mấy nghìn gì đấy thôi. Rất là rẻ luôn mà kiểu nó rất là tốt. Người ta còn tặng kèm cho mình thêm cái bút để viết gương nữa. Đây, cái bút này, một cái bút để viết gương. Trời ơi, cái máy quay của mình nó dạo này nó outlet kém quá. Mà thôi bây giờ mình sẽ đi nha. À đấy, tiện thể mình cũng vừa mới mua cho con mèo của mình một cái đệm rất là ấm. Nhìn cái gì mà nhìn. Ấm cực luôn ý. Và cái đệm này nó kiểu còn êm nữa cơ. Rất là rẻ luôn, cái này tớ cũng mua trên Shopee. Cái đệm này là 90.000. Nó sẽ có rất là nhiều size ấy. Cái size mà tớ mua là của... Thực ra cái đệm này là kiểu người ta ghi là đệm cho chó. Nhưng mà cái đệm này tớ chọn cái size cho các bé 10 cân ấy. Thế là em mèo của tớ nằm là rất là thoải mái vừa vặn. Đấy. Còn những bạn nào mà có chó to thì có thể mua cái size nó lớn hơn. Ok. Yêu một cái nào. Đựng một cái nào. Yêu quá trời. Bye bye. Mình vừa mới mặn mụn xong. Và đây là chị nặn mụn cho mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã được nặn mụn mọi người ạ. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ nặn mụn ở nhà cả. Mình cứ để cho nhân mụn nó kiểu nó thích làm gì làm, nó cứ lên thì lên, nó lại xuống thì xuống. Mình không bao giờ nặn mụn cả. Lần đầu tiên mình đã nặn mụn rồi mình cảm thấy là nó còn đau hơn cả việc người yêu cũ đá mình nữa. Thế là mình nghĩ là mỗi lần mà các bạn bị mụn và các bạn nghĩ đến cảm giác bị nặn mụn, các bạn sẽ phải cố gắng ngủ sớm hơn, không cho tay lên mặt nữa. Thì cái mặt nạ này nó chắc là chị bảo là để kháng viêm. Thì nó cũng man man.
làm dịu vết thương. Vì bây giờ mặt mình đang rất là đau. Và đắp này nó cũng kiểu mát mát, khá là phê phê. Mình đang đi ăn bánh mì Cô Thắm. Cái của mình là bánh mì Sài Gòn, ngon khó cưỡng. Ok. Mọi người thấy da mình bóng không? Hello. Là có một bếp chăn tán, phô mai bò băm, chân mình tạt ra, Pepsi và một chút đường. Ngoài ra mình có một bát phiếu 50k ở đây. Vâng. Các bạn mình cảm ơn thẻ này. Đây, chị chọn thẻ đi ạ. Chị chọn thẻ là gì ạ? Yeah. Hello. Ủa, lên video xinh thế. Nè. Hello mọi người, mình đã về đến nhà rồi đây. Và lúc nãy thì mình cũng đã mua được khá khá thứ, nên là mình sẽ unbox cho mọi người luôn. Thì mình có ghé vào Club Clio để mua một vài thỏi son mới. Thì lúc mà mình mua hai thỏi son xong ấy, thì cái chị bán hàng bảo là em chọn thêm một sản phẩm nữa thì sẽ được tặng thêm một cái màu mắt của Clio nữa. Thì mình cũng đắn đo mãi thì mình đã chọn hai miếng mặt nạ, à ba miếng mặt nạ. Cái này là kiểu nói chung là mặt nạ để cho đắp cho vui vui thôi mọi người, không có gì. Tiếp thì mình có mua được hai thỏi son, mình sẽ test màu cho mọi người luôn. Một thỏi mình có là thỏi Matte Matte Stain Tint của Clio màu số 1. Màu này là một cái màu chị bảo là màu đỏ gạch. Thì cái son này nó là cái son dạng bấm bấm như này, mình sẽ bấm thử hai phát. Ê mọi người ơi, đây là một số 1. Tiếp thì mình có mua được một thỏi nữa, dòng Matte Matte Velvet Tint. Cái này là màu số 2. Màu này sẽ đỏ hơn cái màu kia. Màu này sẽ đỏ hơn một xíu xíu. Cái chất này tôi thấy rất là kiểu nhiều dưỡng ấy. Tính ra thì son ở đây hơi đắt, kiểu mua hai thỏi son đã hết 800 nghìn rồi ấy. Thì tiếp thì mình có một cái phấn mắt lẻ được tặng kèm khi mà mua 3 sản phẩm. Thế nên nó là một cái màu kiểu hơi cam. Thì cái màu này đánh như chơi Tết cũng ok bởi vì nó khá là tự nhiên. Thì lúc nãy mình cũng có một đơn Shopee đã về. Mọi người biết đây là gì không? Đây là một shop tên là Body Hair. Body Hair ở trên Shopee. Mọi người ơi, mình mới mua cái nhuộm tóc. Thì trong này mình mua là 300.000. Và ở đây thì nó đã có thuốc tẩy rồi này. Nó đã có thuốc tẩy tóc rồi. Xong nó có màu tóc này. Rồi là kiểu các cái trợ dưỡng để nhuộm tóc ấy. Mình không nghĩ là 300.000 mà mua được cả nhuộm cả tẩy đâu. Mà ở đây còn là hai tuýp màu nữa cơ. Wow, siêu rẻ. Không biết người ta có nhầm không ta. Rất là rẻ đấy chứ. Tính ra thì rất là rẻ luôn á. Bởi vì bình thường mà mình đi nhuộm ở ngoài mà mình chưa tẩy nhá, thì mình đã mất kiểu tầm hơn 300.000 rồi. Kia nhuộm mỗi phần gáy thôi nhá, còn đâu nhuộm cả đầu chắc chắn đắt hơn rồi. Thì nhuộm mỗi gáy thì mình nhuộm không tẩy thì mất tầm 400-500.000 gì đấy. Wow, có cả tẩy luôn nè. Thật là xịn quá đây. Cái màu tóc mà mình mua là một cái màu người ta đặt tên là màu xanh tiên cá. Thực ra nó cũng là cái màu khá là giống với cái màu tóc của mình bây giờ. Mình đang đợi cho cái màu này nó phai phai đi một tí thì mình mới bắt đầu nhuộm. Chắc là mình không cần phải tẩy đâu, bởi vì nhuộm sang cái màu này thì mình nghĩ là không cần thiết phải tẩy. Thì mình sẽ chắc là đến khi nào gần Tết thì mình sẽ nhuộm. Chứ bây giờ mình chưa nhuộm vội bởi vì là mình sợ đến lúc Tết nó cũng phai ra ấy. Nó sẽ mất công. Nhưng mà tại sao lại được tận 2 hộp nhỉ?
mình thắc mắc tại sao được tận 300 nghìn là tận 2 hộp. Mình hiểu rồi, cái này nó là hai màu, một cái là blue, một cái là green, chắc là mình sẽ phải trộn nó vào với nhau. À đúng rồi mọi người ạ, cái muốn lên được cái màu xanh tiên cá này thì phải trộn hai màu lại với nhau. Trời ơi, nhà quê quá không biết. Nhưng mà thật ra thì mình thấy nó vẫn rất là rẻ mọi người. Thuốc nhuộm rẻ thật sự như vậy luôn hả? Thì ở đây nó thấy hướng dẫn sử dụng là pha thuốc nhuộm 50% 099 và 50% 088, tỷ lệ 1:1 vào bát trộn. Thì cái một cái là cái nào là 088 mà. Cái này là 088 này. Ok, để vào không là mình sẽ không biết được cái nào là 088. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ pha nhiều xanh lá hơn một tí, bởi vì mình thích xanh lá hơn. Khá là vui. À quên nữa, mình có một cái nữa mà mình chưa unbox. Mình mới mua được một cái t-shirt từ Levi. Mình biết là đây là thời tiết đang rất là lạnh, nhưng mà mình lại mua t-shirt mọi người ạ. Nhưng mà bởi vì mình thấy cái áo này nó rất là xinh nên mình đã mua luôn. Mình thích cái màu này lắm. Rất 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 thích màu xám. Xong lại còn kiểu có cái chữ Levi nữa, nhìn nó rất là nổi bật, rất là đẹp. Thì cái áo này mình mua là size M để mặc cho nó thoải mái ra một chút đấy. Thế này khá là đẹp. Much 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 later. Hello mọi người, tớ vừa mới tắm xong rồi đây. Và bây giờ thì hiện tại là tớ đang để mặt mộc. Và tớ mới sử dụng nước toner lên rồi. Thì sẵn tiện để đến đây, tớ sẽ thông báo cho mọi người ngày hôm nay chúng mình sẽ có giveaway gì. Thì giveaway ngày hôm nay sẽ là rất là bự luôn mọi người ơi. Đây, đây là một box rất là nhiều serum từ nhà Nightwish. Thì trong cái box lần này ấy, thì chai dưỡng ẩm Hydra mà tớ đã từng review á, thì hãng lại hết mất rồi. Thành ra là tớ sẽ chỉ giveaway được cho mọi người những cái chai mà còn lại thôi. Thì cái chai Nightwish Hydra này thì tớ cũng đã review rất nhiều lần rồi. Đây là một em serum đã cứu cánh cho tớ vào cái mùa đông năm nay. Kiểu nó khiến cho da của tớ nó rất là căng bóng và nó không bao giờ bị kiểu khô và thiếu nước hết. Thì cái chai Hydra này thì những bạn nào mà kiểu da cực kỳ khô ấy, thì mọi người nên thử. Tiếp theo thì trong cái box lần này thì mình sẽ có một chai serum có chứa vitamin C và cũng như là alpha arbutin. Thì cái chai này sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà muốn làm sáng da, bởi vì mọi người cũng biết rồi đấy, vitamin C và arbutin là một trong những chất làm trắng da rất là nổi tiếng, sẽ có tác dụng giảm hình thành các cái đốm nâu ở trên da cũng như khiến da sáng và điều màu hơn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một chai serum rất là phù hợp cho những bạn nào mà có da mụn. Thì cái chai serum này là dòng Calm. Trong cái chai serum này thì nó sẽ chứa 55% là chiết xuất rau má. Và rau má là một cái chất làm dịu da rất là tốt. Bên cạnh đấy thì trong cái chai này thì có acid bromic để giúp tái tạo tế bào, giúp đẩy nhanh quá trình hình thành các mô mới ở những vùng da bị tổn thương. Từ đó sẽ giúp cho những cái vết thương của chúng mình nhanh lành hơn và không bị để lại sẹo. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một chai tên là Collagen. Thì cái chai này thì là một cái chai mình cảm thấy khá là thích, bởi vì cái chai này thì nó có Q10. Thì Q10 sẽ giúp ngăn ngừa và cải thiện các cái nếp nhăn ở trên da, chống lão hóa cho da rất là tốt. Cái chai Ultimate Collagen này thì thực sự là lỗng cỡ bẩm rất là tốt, không kém gì chai Hydra cả. Tôi đánh giá chai này cũng khá là cao. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một chai serum dành cho những ngày mà da cảm thấy rất là stress. Ví dụ trong một thời gian mà da mọi người rất là mệt do phải make up nhiều, hay là mọi người phải sử dụng máy tính rất là nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến da của mọi người. Thì một chai serum giúp cho da của mình được refresh rất là tốt. Chai serum này thì chứa 77.000mg nước có ga dầu khoáng, sẽ giúp làn da của chúng mình được thổi bùng sức sống sau khi mà một ngày dài chúng mình nó hoạt động mệt mỏi ở ngoài đường và khiến da của mình rất là mệt. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là tốt để refresh cho da vào cuối ngày. Ok, và cái chai serum mà tớ đặc biệt muốn highlight cho mọi người một chút trong video này là chai serum này. Thì cá nhân mình đã dùng hết một chai serum này rồi. Mình đã đan xen sử dụng em này trong cái routine dưỡng da của mình, nhưng mà mình chưa có update cho mọi người. Thì sau 4 tuần sử dụng cái chai serum này thì mình cảm thấy là cái lỗ chân lông của mình nó được thu nhỏ lại rất là rõ rệt. Cái chai này thì nó sẽ chứa 65% là chiết xuất từ lá thông, thì nó sẽ có cái khả năng là kháng khuẩn cho da, nhất là những bạn nào mà có da mụn như mình ý, thì mọi người đặc biệt phải lên quan trọng cái bước kháng khuẩn và làm sạch cho da của mình nhá. Bên cạnh đấy thì cái chai này có chiết xuất là ngải cứu, có đặc tính là kháng khuẩn, giảm viêm và cũng như là giảm kích ứng cho da của mình. Bởi vì mọi người cũng biết là da của mình là một cái da khá là yếu và khá là nhạy cảm ý, thành ra là mình đợt này thì mình thiên về những cái sản phẩm mà nó dưỡng và phục hồi da nhiều hơn. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy là khi mà kết hợp đan xen trong cái routine dưỡng da ấy, thì mình cảm thấy là nó có hiệu quả khá là tốt cho cái việc là khiến cho da của mình nó được dịu hơn và cũng như là khiến cho cái bề mặt da của mình nó được mịn màng hơn. Thì mình cảm thấy là cái serum này mọi người có thể thử xem sao. Những bạn nào mà đang kiểu đi nhặn mụn giống như mình ấy, thì mình nghĩ là cái chai serum này rất là thích hợp. Bởi vì thực sự là khi mọi người đi nặn mụn giống như mình thì cái việc mà mọi người giữ cho cái da của mọi người sạch sẽ là một cái điều rất là quan trọng. Và sử dụng cái sản phẩm mà kháng khuẩn, kháng viêm như thế này thì nó sẽ rất là tốt. Cái em serum này thì tôi thấy là cái kết cấu của nó cũng khá là lỏng và thấm rất là nhanh luôn.
với cảm giác trên da rất là thoáng. Thật sự là những bạn nào mà da đang mụn ấy thì mọi người nên sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da mà nó kiểu thoáng nhất có thể. Đừng kiểu cố gắng là layer quá nhiều lớp trên da của mình, bởi vì là da của mình sẽ bí và nó sẽ gây thêm mụn đó. Nên là hãy cố gắng chọn những cái sản phẩm là nhẹ dịu, có thể có cái chức năng kháng khuẩn, kháng viêm cho da thì càng tốt. Cũng như là kiểu cố gắng là layer ít lớp trên da thôi thì nó sẽ khiến cho da của mọi người được thông thoáng hơn và nó sẽ nhanh hết mụn hơn. Đợi tầm khoảng 5 đến 10 giây thôi là em đã hoàn toàn thấm vào da của mình rồi. Và sau đấy thì mình sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm. Và thế là mình sẽ đi ngủ thôi, và mình sẽ không bôi quá là nhiều lớp khi mà mình đi nặn mụn. Trong những cái ngày mà da mình đang yếu này thì mình hạn chế tối đa các bước có thể. Đó vậy thôi, thế nên là mọi người hãy nhớ là đừng quên kéo xuống phần mô tả để biết được cái thể lệ tham gia giveaway lần này nhá. Cái giveaway lần này sẽ rất là bự luôn á. Đó. Đó, thế nên là mọi người nhớ tham gia nha. Why? Mở cái pizza này xem nào, em chưa nhìn thấy pizza này bao giờ. Ui, hôm nay nó còn cho cả rau. Bình thường em ăn còn chả có rau. Mở ra nào. Miếng gà nướng siêu ngon. Vâng, đó quan trọng nhất. À, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nhá. Xong rồi mở ra không có gì cả. Wow. Wow. Ui, có phô mai à? Có phô mai còn gì. Ủa thế á, à? Ngon thế. Thơm thơm. Thôi, pizza gà nướng. Còn kia là pizza mèo béo. Ồ, con mèo kia có vẻ thích cái chai bia đấy. Ú. Trông nó giòn rén chứ kìa. Nó làm cho gì đấy? Ê, nó chuẩn bị làm một cú nhảy bùng phát vào đây. Đây. Biết vì sao là thích sạn không? Vì sao? Do chị đi coi. Đấm. Do em bỏ tiền đấy. Mình sẽ nhậu ba người. Bò, mèo và mình. Đấy, ba người rất là đông vui. Đây là quà Noel mà bạn mèo đã chuẩn bị cho mình. Cảm ơn mèo rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Mày quay kìa. Say hi. 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 Gia đình hạnh phúc. Ôi, người ta được hai cục đá rồi. Tỏi quá. Mọi người hãy nhìn cái sự chảnh chó mèo của mình nhá. Nhìn nhá. Nhưng ơi. Miu. Ăn này. Nhưng mà mình để vào đây nhá. Tớ biết là tớ đang quay rồi, không phải tớ tác hay sao đấy chị ạ. Đấy, uống xong nửa lon choang bâu xong lan ra uống mèo. Mà em có đỏ không chị? Cũng không đỏ lắm. Bình thường đúng không? Đỏ bằng cái môi. Tớ có này tự ôm mình ý. Thả tao ra. Phim của JV, mọi người có thể lên YouTube tìm, có thể xem trên YouTube luôn. Sau đó thì mình đèo chị mình về và có đi qua chỗ nhà thờ trang trí Noel rất là đẹp. Đấy thì Noel của bọn mình đơn giản như vậy thôi. Sang năm mới rồi thì mình chúc những bạn đang xem video này có thể sớm hoàn thành những mục tiêu của mình, cũng như là có thể đồng hành cùng với mình thật là lâu. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.